hoạch một ít mướp lên nhà ngoại nha cô chú. Tại trên ngoại không có đất trồng, ngoại trồng cây ăn trái nên là không có chỗ trồng rau. Cái chừng kiến ở dưới đít nha anh hai. Cái giống mướp này thịt không à. Thơm. Mướp hương trái hơi nhỏ. Chắc chắn cái mình luôn. Em hết tay rồi. Hái hạt trái này luôn. Hái thiệt là non ăn cho nó đã. Được mấy trái? Ăn đã luôn ha. Quá trời ngon luôn, thơm phức. Cô anh kia hái bầu. Em cầm kéo nha. Trái này là ăn ngon luôn. Cái giống bầu này là giống bầu siêu dài, nhưng mà nó còn nhỏ xíu. Không có hột luôn, cô chú sẽ hột giống như hạt nhỏ, giống như hạt mè thôi. Ủa nó bị cắn tường ha anh ha. À cái này em nhớ rồi. Nhìn ngon chưa cô chú? Quá chừng non luôn. Nhìn vậy? Hôm nay cuối tuần về thăm ngoại để lướt quan vòng cho cô chú cùng xem nha. Năm nay nhãn được mùa nha cô chú. Thì ngoại trồng cây ăn trái chung quanh nhà giống như là hình chú U vậy đó. Con đang lướt quan vòng hình chú U cho cô chú xem đó. Mê nè. Đó. Trái rất là nhiều luôn. Nè quay bên này nè. Phải dùng cái từ là mê cô chú đây nè. Phóng xa nha. Rồi bên này nè. Chàng ơi. Nhãn nè cô chú. Mê chưa? Còn đây là táo tàu. Đang ở trên nóc nhà. Cái này cô chú. Mê chưa? Cái này là táo tàu ly, ngoại trồng lâu rồi. Thì hồi xưa mình chỉ trồng ly thôi nha cô chú. Giống như nhà con cũng trồng ly, sau này con mới trồng 866 rồi đó. Nó cũng ngon, ăn được thôi, trên 5 điểm thôi chứ không phải là xuất sắc. Cô chú nhìn nè, nó xỏ trên nóc nhà nè. Đã chưa? Cô chú nhìn cái góc chỗ này nè. Quay gần cho cô chú dễ nhìn ha. Nhãn nè. Nhãn năm nay chín trễ hơn năm rồi nha cô chú. Nó xỏ xuống. Mùa này là cô chú nhìn chưa có mê đâu. Tại trái còn nhỏ nhỏ. Giống như viên đạn cu li á. Lướt qua lại chỗ này. Năm trước hả nó xỏ. Năm trước nữa nó xỏ trên nóc nhà cô chú nhìn hả. Lúc mà chín á. Nhìn ghiền luôn. Táo tàu. Con rất là thích ăn táo tàu. Cô chú nhìn đã không? Đây nè. Quay gần cho cô chú xem nè. Tưởng tượng một chùm này mà khi mà nó bự lên. Trời ơi. 50 phao một chùm. Ngoài hết trơn nguyên chỗ này là bao nhiêu cây nhãn ngoài? Một lần 37 cây. Ngoài đào lên đến 5 cây quá. Nhưng nó dày quá phải không? 42 cây. Dạ. Đào 5 cây còn 37 cây chắc. Đào lên bán cho mấy người đó, mấy nó mua đó, hồi đó mua 1.500-2.000 đồng cây á. Hồi xưa mà được mấy cây nhãn gì quý, giống nhỏ xá lị. Quý. Nhưng mà giờ ngoại, vẫn quý. Nhưng mà đi vào ngoại nghĩ rằng cái nhãn này không bao giờ bỏ. Tại vì mình không cực, không gì hết. Dạ. Cứ ăn cắt bỏ rồi lấy trái ăn thôi. Không có lo làm gì hết. Trái táo tàu nè. Cô chú mê không? Nói chung trồng cây gì mà nó cho mình nhiều trái là mê thôi. Dạ không ngoại. Dạ. Con thấy rồi. Bà ngoại bà sợ té. Sợ lo nhìn trái không á. Không lo nhìn dưới chân. Gì nè cô chú không mê sao được. Hồi nó ngoại nấu chung với trái mớp. Ăn sao cho hết. Ngoại với ngoại ăn một tô thôi chứ sao hai tô ăn cho hết. Rủ anh Sơn qua ăn. Trời ơi ông Sơn không đem lên nữa. Gì hả? Nè trái xoài nè cô chú ơi.
Chưa có bự đâu nghe. Chưa đâu, còn lớn. Chưa đâu, đây nè. 3 phao. Mà hai trái nha, phải cắt bỏ bớt con trái còn giữ. Cái trái này mà kê cái mặt vô là không thấy luôn nè. Không thấy cái mặt mình luôn á. Trời ơi, sếp, thế nè. Nấu tổ bây giờ bẻ xuống ăn cũng chưa ngon. Từ phơi thì ai là ai ăn uống rồi đều phơi. Chịu view nè. Chỗ nào cũng chịu view. Về nhà ngoại là cô chú giống như về Việt Nam vậy á. Nằm võng ha, lắc võng. Lắc võng xong cái ngó lên ha, cái mình vứt trái mình ăn ha. Trời ơi, nó sướng. Trước nhãn nó gieo ở nhà sớm quá trời luôn. Mới thấy nó bự nè con. Dạ. Hôm nay thấy bự rồi. Trái nè. Năm nay trái không nhiều bằng 2 năm trước. 2 năm trước cô chú thấy hả? Trái là khủng khiếp luôn ở chỗ này. Nhưng năm nay cũng rất là nhiều nha cô chú. Nhìn khung cảnh sướng không cô chú? Tuổi già ha, vui nhiều đây thôi, thiệt. Con cũng ước là sau này vợ chồng con có một cái mảnh vườn rồi cây trái sum xê vậy. Sống ăn vui. Trái nè. Nhìn cái view nè, cô chú sướng không? Nằm giỏng lắc lư ha, bé nhãn, bé mặn đồ ăn. Trời ơi. Thiệt luôn á, còn gì bằng. Cây hồng giòn, ủa cây hồng mềm. Mùa này trái chưa chín nên cô chú nhìn chưa có đẹp. Về nhà ngoại là cô chú mê luôn. Con gặp mỗi tuần mà con còn mê. Trái dữ lắm trái. Như vậy là còn rất là non luôn nha cô chú. Cái giống xoài này nó to dữ lắm luôn. Nó thiệt khi mà cô chú thấy cái trái bự rồi ha. Là cô chú mê luôn, dùng cái từ mê luôn á. Ông nội đang chung đâu rồi, rớt mê đâu rồi. Anh hai kê cái mặt vô so anh hai. Đó con thấy hả? Anh hai đưa mặt vô đo có ai bự hơn. Sau lưng không phải sau lưng, đứng sau lưng trái xài đo nè. À thôi anh hai ốp hai cái tay lại đi rồi nắm lại nó nựng má vợ nó đó. Hai cái bà má nhìn ngoài trồng xoài nè cô chú, trồng trong cái chậu 25 ga lông ngoài cắt nít ngoài chôn xuống. Trái hôm bữa cũng lũ khủ trơn hả ngoài. Cái giống xoài này to dữ lắm cô chú, nhìn có chồng trái là mê luôn á, mê luôn. Cái này còn rất là non luôn. Trái bự rồi. Ba phao không à. Bự lắm cô chú ơi. Cây này thì đẹp hơn. Cái gốc này chắc bự bằng cổ chân á. Ừ. Cái này mấy năm rồi? Cái này người ta trồng gần 10 năm. Mà rồi cái người ta đem không có đem về, cái ngoại đem về cái nó khựng đi. Khựng cái gì ngoài không trồng xuống mà ngoại cắt đứt mà để vậy đó. Nay chắc 4 5 5 năm. Mấy năm trước con lên là con thấy rồi. 4 5 năm. Mê, cái giống xoài này mê thiệt đó. Nhìn cái cây nhà con nó thiệt không ngoại? Tại vì mình có hai cây với hai mà... để cho cô đó chứ ngoài ra không để ai hết. Cây không phải nổ nha, cây không? Nhà con trái nhiều hơn cây nhà ngoài. Ô, cây này thì nói gì? Cao bằng cái nóc nhà luôn nè. Nóc nhà của mình là 8 feet hả? 8 feet hay 10 feet? Nóc nhà khác à. Nóc nhà cao. Nóc nhà này cũng 9 feet, 10 feet gì đó. Cái dáng quá chừng đẹp luôn. Góc thẳng lên xong cái tròn ra giống như cây gì, cây dù vậy đó. Wow. Trang ơi, cây khế. Ngoại ơi, nó bự. Báo giá ngoại. Báo giá mua cái trái ngoại. Wow. Trái trên kìa. Cái giống khế này to dữ ha. Đã chưa? Anh hai to hơn nhà của chị Linh luôn anh hai. Mà không biết ngon không mà tôi chưa biết. Ngon. Sao anh biết? Trời ơi, cây khế. Bây giờ tôi phép nè, ông thấy không? Anh nửa phao á. Nè. Wow. Cái gốc này đẹp quá ngoại. Nặng xịt à. Cái gốc khế này quá trời đẹp luôn. Tôi có cây bự đó biết không? 5 trái mà 7 phao. Tại vì tôi cân tôi đem về Việt Nam đó. Trời ơi, nó bự. Hồi trước đến nhà của cô kia là con thấy nó bự rồi. Mà sao hôm nay con lên đây hoài con không thấy? Con không thấy. Nè, bữa nay mới thấy. Đẹp quá chứ. Nó cây nữa nè. Đẹp quá. Nè mấy cái khách mua bán không ngoại? Bán tiền ơi, cây khế nó đẹp. Tham tiền. Bông khế thì dễ trồng. Con thế thấy nó, con thấy nó cho trái liên tục. Cái lúc mà mình cũng vậy con ơi, cây xài mình cũng vậy con ơi.
con trời. Để ý coi năm này rồi nó quanh năm còn ngon hơn nữa đó. Trời lên lạnh vẫn còn thu hoạch trái á, mà trái nó bự rồi nè, trong chậu thôi chứ nó đẹp. Nếu mà nhà của ngoài nhà nè, nhà gồng gồng á ngoài, để cái khế cho cửa đã ha, để trước, để ngã ba trước á, đâu có rộng gì, để như mấy nhà của con trước đó, để đó thì để mấy cái thùng nhỏ cây này cây kia bỏ vô. Ồ đẹp quá đi, thùng này lung gọn đẹp mà, có trái mượn chà bá luôn để hộn diện căng thử. Bà kia bà lại bới, cốc bới mận. Ở dưới con nhiều không? Đây nè, rớt đây nè, mày coi nè, hồi nãy tao ra đó, tao đụng cái này thấy chưa? Đó, có ấy đâu, mấy cái này giờ đâu có ai ăn dùng đâu nè, bởi vậy nó ác đó, thấy chưa? Đó, tao không có con mình nè. Tím ra nó cầm tím đó. Đúng. Vậy cho cũng biết cho ai ngoại, tại nhà con cháu ai cũng có hết trơn rồi. Mà mấy đứa con cũng dễ gì nó chịu ăn đây? Chua nó đậu ăn. Ừ, khổ vậy đó, phải nó ăn dùng mình làm ơn. Mấy chục cây thôi, ai đó nhận bà ngoại làm ngoại ghẻ đi, rồi ngoại cho ăn. Cây bưởi này cũng đẹp, mau hết sức nha ngoại. Hình như có trái tròn giống như cây bên sao trái tròn, cây này là trái tròn không biết. Ba lần nha, lần này lần thứ ba đó nha. Lại thôi, bứng lên nó. Cây này đẹp ngoại, để đi ngoại. Đừng bứng nó nha ngoại. Đó nó đẹp vậy, mấy cây vậy nó bứng rồi đó. Con nhớ mà. 200 tao nó 400, nó 44 mừng thành vấn đề. Đẹp quá. Bứng được là được rồi. Cái này không biết bữa gì nhưng mà cái trái tròn giống như là bưởi da xanh vậy đó. Nhưng mà là ruột trắng. Ăn ngon lắm. Trái rất là to, muối to.